axit loại 2. Thứ nhất, dấu sao đầu tiên, tác dụng với hầu hết các kim loại trừ trừ gì? Vàng và platin. Và đưa các kim loại lên số oxy hóa trên đỉnh. Có nghĩa là ví dụ như là gì ạ? Bạc thì lên bạc cộng, đồng lên đồng 2 cộng, sắt thì lên sắt mấy cộng? 3 cộng. Đấy, quan trọng là sắt. Thứ hai, phải ăn sắt nhôm crom thì bị thụ động trong HNO3 đặt nguội. Đừng ghi đặt đờ nhé, đặt đờ thì cắn đau chết này. H2SO4 đặt nguội. Anh nhớ là phải ăn rớt. Anh dạy rồi. Ăn thì có nhiều cách ăn, đúng không? Rồi, tôi chặt xác ăn này. Cẩn thận, trở thành cái lớp của nó rất nguy hiểm. Dễ bị nó chặt xác. Nhôm sắt từ hôm thì thụ động ra là 3 đồng luôn. Thế thụ động nghĩa gì? Em nghĩ đơn giản thôi. Thụ động là không phải được. Những cái gì hỏi phức tạp hơn, các thể vô hỏi phức tạp hơn thì nó không thi được. Thế chính vì vậy đây là người ta hay sử dụng là các bình bằng nhôm, các bình bằng sắt. Thực ra là chủ yếu là dùng các bình bằng nhôm để vận chuyển là 2 đồng đặc nguội và hàng đồng hàng nguội. Những cái bình nó hay chạy ở ngoài đường, nhưng bọn em ít khi được. Nào khi về quê nhìn là đường cứu hộ cứ có những cái bình khá là đơn chạy dọc đường. Chẳng may mà cho bình mà đổ ra là nó cản đường đi. Đấy nhá. Thứ ba là tác dụng với một số vi kim như phốt pho, carbon, lưu huỳnh cũng đưa nó lên số oxy hóa cao nhất. Cuối cùng là tác dụng với các chất khử, các chất còn tính khử. Và cũng đưa nó lên số oxy hóa cao nhất. Quan trọng nhất là cái vòng này bây giờ là phải biết quy trình cân bằng quy trình. Một Fe cộng HNO3 loãng tạo thành Fe NO3 3 cộng NO2 cộng 2O cân bằng thì phương trình này. Sang sắt dương 3 này. Lấy số xoá bên trái, số xoá bên phải nhá. Không trừ đi 3 bằng 3. Nitơ dương 5, hiđro luôn dương 1, phải đi oxy luôn trừ 2. Magie 0 lên magie dương 2, 2E. Nitơ dương 5 về nitơ 0 thì kỹ lại. Cái này cũng rất là quan trọng cái việc chúng ta bấm cái tính giải bài tập của bọn em sau này. Rất quan trọng. 5 trừ đi 0 bằng 5, nhân 2 bằng 10.
thay đổi người ấy. Vậy là một phân tử nó hai nhận người ấy. 2 chia 10 là 1 chia 5. Vất 5 đây, vất 1 đây. 5 mang về. Đến nhi tô rồi. 2 nhi tô cộng với 10 nhi tô là 12. Đến nhi tô 12 chia cho 2 bằng 6. Đừng chép vào là nhiều. Hai tỷ lệ là nấu ô chia nấu hào 1 chia 2. Vậy bây giờ mình cố định là này là 1, là này là 2. Đấy đó. Vậy đây là có kẽm không? Bên kẽm dương 2 hay em như bình thường. Như bắt đầu vậy, nitơ dương 5. Về đây là nitơ dương 2. Các em nhìn kỹ nhá, 5 chữ 2 vậy 3. Đấy chưa, nhưng đấy có 1 1 nhân 3. Đấy chưa, cộng với này 2 nhân này dương 5 này, về dương 4 này, 5 trừ 4 bằng 1. Đấy, đây. 1 nhân 3 cộng 2 nhân 1 đều bằng 5. 2 chia 5 vất 5 đây. Vất 3 đây thì nhé, 2 nhân lên đây thì 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. Vậy đây là 2 chia 4 vất quả là 1 chia 2. 5 kẹo. Đấy đi tơ, 4 đi tơ cộng 2 đi tơ là 6. 6 cộng với lại 10 thì bằng 16. 16 chia 2 bằng 8. Thằng Tuấn Anh cái này làm nó không cần mình phải cái này đâu, làm cho mình giống sao sao đi. Sao sao, axit là lột đấy. Làm cho mình axit, làm một sao sao đi. Cái này mỏng hồn. Đứa nào quên thì phải hỏng lại. Đâu thì Hùng sẽ đi viết từ thời đại học. Môn lý thuyết hóa lý của thầy Hùng dạy là
Mình là một này. Ma dê không lên ma dê dương 2 là 2 em. Ni tơ dương 5 về ni tơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1, 2 nhân 1 cộng với này 5 về dương 1, 5 trừ 1 bằng 4, 4 nhân 2 là 8. 1 nhân 8, 2 nhân 1 cộng 1 nhân 8 bằng 10. 2 chia 10 bằng 1 chia 5. Vớt 5 lên đây. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1. 5 ma dê đến ni tơ, 2 ni tơ cộng 2 ni tơ là 4, 4 cộng với 10 là 14. Đến ni đô, 14 ni đô chia 2 bằng 7. Thế chưa nhanh không? Theo kịp đúng không? Lớp 12 theo kịp chứ. Này chỉ nhanh có lớp 10 thôi. Lớp 10 học cái này vô đối là lớp rồi. Muốn tổ nào bây giờ mới học? Về dạy lại mấy con bé lớp 10 ấy. Kiểu mấy bé nào học ban đê ấy, thế nào không yêu luôn. Dạy sợ hay đi luôn. Bọn ban đê nó sợ số gió là không, và những con em bé là không như mình là không. Được không? Vậy là sắp không nên sắp dương 3, nhìn kỹ này. Không trừ 3 bằng 3. Lưu hình không nên lưu hình dương 6. Không trừ 6 bằng 6. 3 cộng 6 bằng 9, vậy cả phân tử FS thì nhiều 9 em. Nitơ dương 5 vẫn như cũ. Vậy nitơ dương 2 nhường 3 em, 9 chia 3 bằng 3 chia 1. Vậy đây là 1. Đây là 3. Đến sắt 1 sắt, đến lưu huỳnh 1 lưu huỳnh, đến nitơ 3 cộng 3 là 6. Đến nitơ 6 chia 2 bằng 3. 6 chia 2 cho đi, 6 trừ 2 là 4. 4 chia 2 là 2, đi chết. Chính thầy quen không em? Chúng là thằng này không, thằng này không, có gọi là như mình không? Tiếp đi. Ổn dậy không dọa, không dọa, sợ quá không? Cho cái thằng số 9 nữa thôi. Ăn đúng không? Đây là ai sắp đúng không? Công trừ 3 là 3 đúng không? 3 x 2 là 6 đúng không? Lưu huỳnh không nên lưu huỳnh dương 6 đúng không? Lại 6 hoặc 6 hoặc 6 hoặc 12 thì cả phân tử này nhiều 12 ấy. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1. Vậy thằng này là 1. Thằng này là 12. Đến sắt 2 sắt đến lưu huỳnh 1 lưu huỳnh đến nitơ 12 cộng với lại 6 là bằng 10. 8, 18 hydro trừ đi 2 hydro thì còn 16, 16 chia là 2. Lột thằng chỉnh nữa là thằng chỉnh. Quan trọng FXOI luôn nhường bay trở lại. Cái cách này không phải buộc đâu. Chúng ta nhìn nhá, số xóa cao nhất là sao bạn không? Thấp nhất của oxy là phải dương 3x trừ 2y. Đấy, đây là đây. Nhá. Vậy à, mình lấy một toán vuông này. Cái chỗ này nó sẽ giúp chúng ta không mong phải bị sai. Nếu anh em vào bốn, em vào bốn sẽ luôn nhường bay cho em. 3 x 3 là 9, 9 trừ đi 8 bằng 1. Vậy thằng này luôn nhường 1. Cả phân tử này nhường 1 nhá. Chúng ta rất hay bị nhầm ở chỗ tính toán. Nên mình học cái này là để mình bổ túc cho việc mình tính toán này. Em vào bốn luôn nhường 1, thế là xong rồi. Đi tơ dương 5 về đi tơ dương 2 rồi thuộc luôn 3 đúng không? Mình nhường ôm 3 mình giữa. Đây là 3. Đây là 3 x 3 là 9 sắt. Đến như tờ, như tờ cộng 27 bằng 28. 28 kg chia 2 là 4. Tốt cộng 10. Còn còn là xong, về nhẹ. Ừ, em cứ xong cái này đi, em vừa về. Ừ, mình xong rồi. Không, nhưng em đã được check đâu. Ít hẳn là mà nào xong chưa? Mà nào xong chưa? Xong thêm một cái, xong được đi học. Nó dạ đấy.
Các em chỉ đưa hai dễ thôi, em đổ nó đấy cho nó hai này nhé, bây giờ e ẩn thành từ ao ấy. Có nghĩa con giữ yên thì chỉ này nhá, không chỉ xung lời nhá, thì cho ta là đổ ra nó hai thành từ ao ấy. Đấy, đứa nào xong cái này một mặt đấy. Ôi, em học rồi, em được làm rồi. Đây thì chưa? Không, chúng con ghét rồi. Em ấy vui luôn được bái từ hai nhé. Ni tơ dương 5. Đây, ni tơ dương 4, 5, trừ 4 là 1. Vất 1 ở đây. Vất 3 đấy. Trừ 2 y ở đây. Vậy mình bảo làm sắt ạ. Ở đây mình có x làm sắt. Đấy bằng ni tơ 3 x trừ 2 y cộng với 3 x thì bằng 6 x trừ 2 chia cho 2 thì còn là 3 x trừ 2. Thấy chưa? Xong. Mình thành ra. Đây. Bài tập này nha.